Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Nối tiếp những cuốn video, chúng ta đến với Festival sinh vật cảnh thủ đô 2022 được tổ chức tại đường đua mặt bằng của đường đua F1, khuôn viên sân vận động Mỹ Đình, thành phố Hà Nội. Đây là hai tác phẩm mà chúng ta đã được xem những cái tin đăng tải trên Facebook của ông Đặng Xuân Cường, còn gọi là Cường họa sĩ. Hôm nay tôi về đưa hình ảnh trực tiếp bởi vì một số anh em có nhắn đến Đỗ Sinh mà không thấy bóng dáng Đỗ Sinh ở triển lãm. Nếu Đỗ Sinh có đến thì quay cho cặp đôi cây được báo giá 10 tỷ, tức là 5 tỷ một cây. Mà Đỗ Sinh bình luận là anh Cường ơi, anh báo giá niêm yết công khai như thế là chủ dù bán được hay không bán được, chúng ta biết được cái mức giá của hai tác phẩm mà chủ nhân niêm yết, chứ không phải là những cái giá mà tung hô người thế nọ người thế kia. Tôi không bằng lòng với những cái trường hợp tung hô, người thì bảo 8 triệu, người thì 8 tỷ, người thì bảo 16 tỷ, người thì bảo đâu mua có 3 tỷ thôi, không biết đằng nào mà lần. Nhưng mà khi anh Cường họa sĩ anh ấy đăng rõ là hai tác phẩm này đồng giá mỗi tác phẩm 5 tỷ thì cũng không ai còn bàn tính gì nữa, còn mua bao nhiêu có thể thương lượng. Một cái điểm chốt cuối cùng giữa người mua và người bán thì chúng ta cũng không cần phải bình luận nữa, chỉ biết là chủ nhân giao bán giá 5 tỷ. Tác phẩm thứ nhất đó là cây xanh có tên là Long Bàn Hổ Phục. Và tôi có khẳng định là cái việc mà chúng ta giao lưu trên Facebook, trên kênh YouTube hoặc là trên các cái mạng thông tin đại chúng khác như Zalo, chúng ta nên có những cái giá công khai, không cần phải suy nghĩ về những người bình luận nào là ngáo giá nọ kia nữa, không phân biệt, chúng ta cứ công khai như thế là rất sướng. Người mà bình luận thế nọ thế kia chẳng qua cũng là người ta thăm dò thôi, chứ người ta không có ác ý cả đâu, cũng đều trân trọng những ý kiến của họ. Và một cây xanh Nam Điền được anh Cường anh phối một cái đá, thân thế cây gần như nằm ngang. Vừa hình rồng, đằng sau thì như một cái đầu hổ. Vết đá thì còn mới, thời ra một thời gian chơi nữa để cái màu những cái mạch ghép những viên đá và màu của đá nó cũ đi một chút nữa thì sẽ rất tuyệt vời. Còn về kỹ thuật bonsai thì anh Cường họa sĩ đã là những người đào tạo lên thế hệ trẻ, cho ra lò rất nhiều những nghệ nhân tương lai. Đó là Long Bàn Hổ Phục và tác phẩm thứ hai. Cũng được đưa lên một cái bệ đá, nhưng bệ đá này thì đơn giản hơn. Kể ra đưa đá vào cũng có nhiều cái hay, che được những cái chỗ mà chúng ta cảm thấy nó không được mỹ mãn lắm. Và cây xanh có tên là Lão Mai Đồng Quý Tử. Chúng ta đọc cho đúng nhé. Đây là anh Cường anh viết Lão Mai Đồng Quý Tử, chứ không phải là bồng nhé.
Đây rõ ràng là chữ D này. Đấy, chữ D rành rành nhé. Nhiều anh em còn hỏi Đỗ Sinh là không biết là đồng hay là bồng, đồng quý tử hay bồng quý tử. Đấy, tôi xem lại anh Cường anh viết trên cái Facebook có đúng không. Nếu là viết nhầm thì các bạn cũng sẽ thông cảm. Và nếu mà viết đúng thì hôm nay Đỗ Sinh sẽ minh chứng. Đó là Lão Mai đồng quý tử, tức là cùng quý tử, chứ không phải là bồng bế nhé, không phải là Lão Mai sinh quý tử nhé. Tức là ông cháu cùng đi chơi. Alo. Rồi chú chào cháu. Chú khỏe. Đúng rồi, 19 thì chú bay vào Sài Gòn nhưng mà có người đón chú từ sân bay về nhà cái anh bạn này ở Tân Bình. Cách sân bay có 3 cây số mà. Thì sau đó thì là chú về đấy nghỉ ngơi ăn cơm trưa xong thì đầu giờ chiều chú sẽ điện cho cháu đến đón, chú sẽ gửi định vị qua Zalo cho chú cho cháu. Để cháu đón chú về Long An nhé. Thế nhá. Thế liêm nhá. Nó tầm vào khoảng độ 12 đến 1 giờ chiều nhá. Ok, rồi. Rồi chào cháu. Vâng, Lão Mai đồng quý tử. Với giá 5 tỷ đồng. Có cái anh em nào đam mê mà yêu thích hai tác phẩm này khi mà dinh về nhà thì chúng ta khỏi phải lên vườn của ông Cường họa sĩ chở nữa mà chở luôn từ đây về. Chúc mừng, xin chúc mừng. Và bây giờ tôi gửi đến một hình ảnh này cũng rất là hay này các bác ạ. Chúng ta đến với một cây túc nhé. Xin lỗi các bạn, là một cây si đá nha, của anh Nguyễn Văn Phiến. Vâng, anh Nguyễn Văn Phiến. Nhìn xa, mường tượng cứ tưởng cây túc, vì tôi say cây túc quá. Đây là cây si đá. Nhiều người nhầm tưởng đấy. Màu da, lá cây. Nét rễ cũng rất giống cây túc. Anh Nguyễn Văn Phiến cũng có cây xanh cổ con nê. Tên thì đúng nhưng mà không biết có phải đúng không. Không phải, có phải phiến cá Vĩnh Phúc không? Cây xanh có cái bệ mị tít ôm đá ong các bạn. Và chủ nhân ví như là con nê.
Vâng, mời các bác chúng ta tham quan một tác phẩm xanh trên một cái bệ đá. Đó là cây xanh của anh Thi Đặng. Chung một cội nguồn. Vâng. Hai cây chung gốc. Và đây là một tác phẩm của anh Khoa Sắt có tên là Cổng Làng. Đây, cái cổng làng này. Một thời gian nữa thì anh Khoa Sắt chắc phải đổi tên thành cái tên khác. Và sở dĩ tôi nói như vậy thì cái hình ảnh cổng làng đã không còn nét nữa. Bệ cây đa đã trụ hết, bệ cây xanh đã trụ hết, cái cổng làng này. Được thả nước vào trên một cái khay rất mỏng và nhìn rất nổi cây. Vâng, bây giờ chúng ta đến với những cái tác phẩm tầm cũng khá lớn. Đây là một cây xanh dáng trực liên chi. Nét cây, một cây cổ, cây rất là già. Xanh cổ trực nhà vườn Minh Hoạt. Chắc chắn là một cặp đôi rồi, của nhà vườn Minh Hoạt rồi. Hai cây như hai giọt nước đều là những cây trực cổ. Đúng rồi, với cái tiệm tấm biển đặt bên này đến từ Điền Xá, Nam Trực, Nam Định.
Vâng, một tác phẩm bám đá thấm thủy nhỏ nhắn xinh xắn thôi nhưng cũng rất đậm nét nghệ thuật đấy. Năm nhánh thân sau khi vươn lên từ một cái bệ đá thấm thủy, dáng của cây rất tranh vinh, có tên là Thiềm Thư Ngự Cảnh của Nguyễn Viết Tài. Trông như là cái động non nước. Thiềm Thư Ngự Cảnh. Vâng. Với cái ví cái bệ như là cụ thiềm thử. Đẹp đấy. Với hình ảnh một tác phẩm xanh có tên là Thiềm Thử Ngự Cảnh, Đồ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video tại đây để chúng ta chuyển tiếp một cuốn sau. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi.